Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết cấu tạo và size cỡ và màu sắc của chiếc xe đạp Louis Gano mới về đến cửa hàng mình trong thời gian gần đây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để cùng các bạn xem video trải nghiệm chiếc xe này. À, như các bạn thấy ở trong khung hình đây thì là chiếc Louis Gallo dòng Touring bánh 700 màu trắng, còn khá là đẹp, mới được cửa hàng xe đạp hải phòng.com tiến hành nhập về trong thời gian gần đây. Thì cái dòng này cũng là dòng khá là tốt rồi. Thì ở trên khung của chúng ta nhìn thấy là cái chiếc tem là frame size này. Frame size 420, có nghĩa là chiều dài từ tâm trục đạp cho đến khóa yên là 420 mm, tức là size 42 cm. Thì đó là cái chiều dài của cái cột mà gắn cái cọc yên ấy, thì người ta gọi là size của xe đạp. Thì cái size 42 đấy nó sẽ phù hợp cho những người sử dụng từ 1m62 cho đến 1m72, 1m75 là có thể đi phù hợp. Và đương nhiên là cái khung cái sườn của Louis Gano này ấy, thì nó làm bằng hợp kim nhôm rồi. Và không những hợp kim nhôm thì đây sẽ là hợp kim nhôm aluminum 6061. Đây là một cái hợp chất nhôm rất là nhẹ. Và muốn biết là những cái dòng thứ hạng như thế nào thì các bạn hãy Google gõ là aluminum 6061 là như thế nào ấy, thì Google sẽ trả lời rất là kỹ cái vấn đề mà hợp kim nhôm ra sao. Xe còn rất là nguyên bản, từ cọc yên cũng có chữ Louis Gano này. Yên cũng vẫn có chữ Louis Gallo ở hãng còn nguyên này. Yên chưa rách, chưa bọc lại. Rất đẹp. Tem mác. Cái thương hiệu Louis Gallo này ấy, là một cái thương hiệu đến từ Canada. Thì như các bạn thấy là có ở trên khung của chúng ta là có chữ Canada đây. Xe là do hãng Asahi phân phối và cung cấp. Đằng sau của chúng ta thì xe được trang bị một cái líp thả 7 tầng và đi kèm đó là một cái bộ chuyển động để mà thay đổi tốc độ của líp đằng sau, đó là Shimano Antut. Đằng trước Shimano Antut thì như các bạn biết thì trong cái dòng bộ chuyển động của Shimano thì Antut là tầm trung, tức là nó sẽ cao cấp hơn Shimano Touring và thấp cấp hơn Acera. Nhưng mà để mà nói về trên chiếc xe này thì nó khá là, so với dòng 8 lít thì Antut là một cái bộ chuyển động mà thường được hay các cái dòng hãng xe lựa chọn để mà trang bị cho cái xe của mình. Đằng trước chúng ta thấy là xe được trang bị một cái đôi đùi đĩa hiệu FSA. FSA này là một cái hiệu đùi đĩa của Mỹ và cũng rất là khá nổi tiếng và rất là thông dụng ở trong những cái xe mà từ Nhật Bản mang về. Bởi vì FSA này thì nói về chất lượng của nó thì có thể nó tốt ngang ngửa, hoặc có thể một số dòng nó tốt hơn cả cái đùi đĩa của Shimano của Nhật Bản. FSA là một thương hiệu của sản xuất bộ đùi đĩa của Mỹ. Nói về cặp bánh thì chúng ta có cái xe này được trang bị cặp bánh là bánh 700 nhân 32C, đang lắp quả lốp 32C và chúng ta có thể thay cái lốp to nhỏ tùy chỉnh được nữa. Vành là vành hai lớp theo xe nguyên bản. Mayer nhôm màu trắng và vành cũng màu trắng, đi cùng tông xe và nguyên bản. Các bạn có thể lên Google search là Louis Gano cộng với model của nó là cha xe thì sẽ ra được cái hình dáng xe như này. Là tất cả cửa hàng chúng tôi nhập về là để nguyên bản hết. Đằng trước clip 8 tốc độ và đằng
3 tốc độ đằng trước và lip 8 tốc độ đằng sau cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Vành bánh 700C khung nhôm 6061. Đằng trước cũng vậy, chúng ta có một cái logo Louis Garo ở đầu và phanh V hiệu Techo. Hiệu Techo này thì quá quen thuộc rồi, rất là quen thuộc đối với những người mà. Và đằng trước cũng được trang bị bánh 700C. Bên trên tay thì chúng ta có tay phanh cũng hiệu Techo và tay chuyển số Shimano 8 tốc độ, tay bấm rời. Như ghi đông xe này thì còn rất nhiều đồ nguyên bản, ghi đông cũng có chữ Nuigano luôn. Cồn bát phốt cũng có chữ Nuigano. Xe còn khá là mới, chỉ có một số chỗ là bị va chạm xước sơn một chút. Thì cửa hàng chúng tôi để lớp sơn là nguyên bản, không có giảm tốt, một số chỗ va chạm xước sơn một chút thôi. Còn sơn là khá là nguyên bản. Nói chung là về tổng thành chiếc xe này thì khá là đẹp. Giá của chiếc xe này là 6 triệu đồng. Giá của chiếc xe Louis Galo này là 6 triệu đồng và size của xe là size 42, phù hợp với những người 1m62 cho đến 1m72 có thể sử dụng phù hợp. Thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975709913 để mà biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe và những cái quà tặng và chế độ bảo hành bảo dưỡng đi kèm mà khi mua xe tại cửa hàng của chúng tôi. Đối với quý vị mà ở tỉnh xa thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để biết được cái phương thức mua hàng cho những người ở tỉnh xa. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều những cái xe khác đang về tới cửa hàng. Quý vị hãy ấn kết bạn với nick xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook và ấn đăng ký kênh, ấn xem trước ở trên YouTube để theo dõi những cái video mới nhất của những cái xe đang về. Và đến đây thì mình đã gần như hoàn thành cái video đánh giá chiếc xe đạp thể thao Nuigano tại xe đạp Hải Phòng.com. Và quý vị quan tâm đến chiếc xe thì có thể liên hệ theo Zalo theo số 0975709913. Vâng, và cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.